Hey, xin chào các bạn. Hiện mình đang ở ấp Phú Hòa, xã Đông Hòa Hiệp của Cái Bè, tỉnh Tiền Giang nha các bạn. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn khám phá một cái ngôi nhà cổ tại huyện Cái Bè này nhé. Đó là ngôi nhà cổ ông Kiệt nha các bạn. Đây là cổng lối vào của khu nhà cổ ông Kiệt nè các bạn. Ngôi nhà cổ này là một trong những ngôi nhà cổ đẹp nhất tại làng cổ Đông Hòa Hiệp, xã Phú Hòa và được mệnh danh là cổ đại mỹ gia của Việt Nam. Ngôi nhà được xây dựng khoảng năm 1878 với kiến trúc chữ đinh ba chen hai trái, với rộng khoảng 1.000 m², làm được rất nhiều từ gỗ quý như là cẩm lai nè, lim, giáng hương, cam xe. Các hoa văn kiến trúc phải nói là rất là công phu và đặc trưng của kiến trúc xưa tại vùng đất Nam Bộ. Ở đây là không gian phía trước sân trước của ngôi nhà cổ ông Kiệt nè các bạn. Ở phía trước có một cái tấm bảng hiệu Welcome Mr. Kiệt. Ngôi nhà này được xây dựng từ năm 1838 nha các bạn. Còn đây là cái góc nhìn tổng quan về phía trước của ngôi nhà này các bạn. Phải nói là rất cổ kính và rất đẹp các bạn ạ. Năm 2002, tổ chức JICA Nhật Bản sang khảo sát và xác định ngôi nhà cổ của ông Kiệt là một trong những ngôi nhà đẹp nhất của Việt Nam. Nhưng đang xuống cấp trầm trọng nên quyết định đầu tư từng tu. Đồng thời nhận bằng chứng nhận di sản văn hóa do UNESCO châu Á trao tặng. Và đến năm 2004, sau một năm làm việc cực lực, ngôi nhà đã hoàn thành và trở thành một trong những địa điểm du lịch Tiền Giang, thu hút rất nhiều du khách đến đây tham quan và trải nghiệm. Ngôi nhà cổ ông Kiệt này cũng đóng góp một phần lớn trong nét văn hóa du lịch tại làng cổ Đông Hòa Hiệp của huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang trong suốt thời gian qua, và đến thời điểm hiện tại rất nhiều du khách gần xa đến đây để trải nghiệm và tham quan. Ở đây là không gian phía dưới trước của ngôi nhà nè các bạn. Điều lót gạch tàu hết các bạn. Ở phía trước này có một cái bức tường cũng rất là cổ luôn, những cái hoa văn nè. Rất là cổ kính theo kiểu những ngôi nhà xưa nè các bạn. Rất là đặc biệt. Ở đây thì chủ nhân vẫn còn giữ được cái bức tường này. Đó. Ở phía bên trái của ngôi nhà thì có một cái hồ. Cái này không biết mới làm đây hay là lâu, nhưng mà cái kiểu cách thì cũng rất là giống như kiểu cổ các bạn. Ở dưới này thì nuôi rất nhiều cá tra các bạn ạ. Cá tra con to to không? Rất là đặc biệt. Đây. Phía trước lối đi vào cửa thì có cái bậc tam cấp. Ở ngôi nhà này được của gia đình họ Trần này được từng tu với sự giúp đỡ của kỹ thuật và tài chính của Nhật Bản nha các bạn.
cũng có một cái bảng hiệu ghi danh ở phía trước ngôi nhà nè. À, đặc biệt ngôi nhà gỗ này thì cái dáng nó đặc biệt hơn những ngôi nhà cổ khác nha các bạn. Thay vì đóng những cái loại dáng cho nó không thấy không gian bên trong luôn, mà cái này đã đóng những cái trụ gỗ có thể nhìn bên ngoài bên trong được luôn nha các bạn, cho nên rất là thoáng mát. Đây là không gian bên trong. Những lồng đèn cũng rất là cổ luôn nè các bạn ơi. Những vật dụng như bàn ghế đó cũng đi bằng gỗ hết, nhưng mà rất là cổ xưa nha các bạn. Đây bàn uống nước nè, ly tách. Ở đây là cái không gian gian giữa của khu nhà nè các bạn. Được chạm khắc tinh tế, những cái liễn rất là tinh tế luôn các bạn. Ở trên thì lợp ngói muỗng. Một cái đèn cũng rất là cổ luôn các bạn. Đây là gian thờ ở phía giữa. Còn đây là gian phía bên phải nè các bạn. Đây, những cái ốp liễn cổ nè. Rất đẹp. Toàn bộ đều bằng gỗ hết các bạn ạ. Đây là cái giường ở phía bên phải nè. Dách này thì theo mình nghĩ thì chắc mới từng tu lại đây nè, dách này mới. Rất nhiều đồ vật cổ được trưng bày ở đây các bạn ơi. Tách trà uống nước, chén dĩa đây nè. Rất có giá trị nha các bạn. Ở đây là không gian phía bên trái của gian nhà chính nè các bạn. Thì bên đây cũng có một cái tủ ly để đựng một số vật dụng chén dĩa bình tách nè. Ở phía trước các bạn thấy không? Có ba cái đèn cổ treo rủ xuống trông rất là trang nghiêm và cổ kính các bạn, rất là tinh tế. Ở đây có một cái bình này, mình nghĩ bình này chắc bằng đồng đó các bạn, để cắm bông nè, cũng khá là đẹp đó các bạn ơi.
bằng đồng, đồng đen á các bạn. Ở hai bên trái và phải của gian bàn tiếp khách đó, thì mình thấy có hai cái đèn cũng khá là độc luôn các bạn. Hai cái đèn này chắc đốt bằng bằng dầu hỏa quá. Hai con đèn rất là cổ luôn các bạn ơi. Đây này, bên này cái phía bên bên phải thì cái nữa. Dạ. Phía trên thì cũng treo rất nhiều đèn cổ luôn các bạn. Đây. Đó. Đó, để mình rơm rần à. Đẹp quá các bạn ơi. Cái máy ở phía trước thì được điêu khắc rất là tinh tế luôn các bạn. Những cái kèo đuôi phía trước nè. Rất đẹp. Để mình đi sang phía bên hông nhà nhé. Phía bên này là dãy phía hông nhà này. Đây là dãy gian nhà phụ. Rất nhiều bàn ghế. Phía trước có bộ trường kỷ đó nè. Cũng rất là cổ kính luôn. Đây cũng có một cái chùm đèn nè các bạn, của dàn nhà phụ phía dưới này. Quá đẹp luôn các bạn ơi. Đây cũng có bố trí rất nhiều là bàn ghế để ngồi ở phía gian nhà dưới nè, và cũng rất là nhiều đèn cổ nha các bạn, điểm nhấn. Và đây cũng có một hai bên cột cũng có liễn đó nè. Mình thì cũng không rành tiếng này cho nên mình không có thể chia sẻ được các bạn. Mái nhà được kiến trúc phải nói rồi cực kỳ đẹp luôn các bạn ơi. Đó. Từ khung cửa, dách ván. Mái nhà cổ này thì hình như là gỗ 100% các bạn ơi. Đây là không gian phía nhà dưới để nhìn qua cái ngôi nhà chính này các bạn. Ở phía trước. Đó. À, phía bên này thì cũng có một số du khách nước ngoài nè, cũng đang tham quan ngôi nhà cổ này. Rất nhiều đoàn du khách nước ngoài đến đây để trải nghiệm không gian ngôi nhà cổ rất đặc biệt tại cái bè ngôi nhà cổ ông Kiệt nha các bạn. Video tham quan và chia sẻ một ngôi nhà cổ khá độc đáo tại làng cổ Đông Hòa Hiệp của cái bè tỉnh Tiền Giang mình cũng xin kết thúc ở đây. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã dành thời gian xem video của mình. Và nếu thấy thích nội dung của video này, hãy giúp mình cho mình một like, một share và một đăng ký kênh để giúp kênh ngày càng phát triển nữa nhé. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn và anh chị trong video tiếp theo của mình. Bye bye.